Ôi. Em đây ra bắt cho em cái wifi ở này để em bật cái công ở đây. Chị đây đi, chị lại. Không, ta đây bắt luôn ở đây này. Luôn cái ngay ăn thôi này. Để xem bằng máy tính rồi nào. Caption cho em ấy. Đi phát lại đi. Đi phát lại á? Thôi, em sửa caption là được mà. Chỉnh cái này được chưa? Hello mọi người nhá, hôm nay em sẽ lên là trên code. Quên mất không ghi cái caption để cho mọi người vào. Ghi bình luận. Không ạ, để anh tạo sửa cho không có nhìn thấy gì đâu. Nhìn like rõ nét đẹp à? Không phải màu tươi, màu này chuẩn đúng không? Ôi lét nhờ. Càng đẹp càng đen chị, luôn. Chị đã thấy căng chưa? Lét chưa? Chỉnh sửa video à? Like bằng ấy đấy các bạn. Like bằng like bằng mắt đấy. Ơ, nhà mình còn cái đây vào đâu chỉnh sửa nhỉ? Đâu chỉnh sửa, vào cái caption ấy, đóng với cái ba dấu chấm ấy. Chỉnh sửa. Ừ, hôm nay chị đổi mạng rồi. Em sửa, em tự sửa điện thoại em. Em không sửa được. Alo. Mọi người đợi em chút nhá. 20 luôn. 720 à? Ngày xưa chị. Vâng vâng. 60 thôi. Vâng vâng vâng. Nét căng nhỉ? Nét thế. Ôi. Đổi máy thôi. Thôi. Nhà có điều kiện. Mọi người thấy không? Em vất vả bao lâu? Máy này em đang đi thuê đấy chị ạ. Chị có thể mua. Hôm nay bên em phải thuê máy xịn đấy. Đợi em chút nha, xong rồi là chiến đấu luôn. Hôm nay thuê máy đấy. Đợi em chút nhá mọi nhá, xong rồi em phát luôn đây. Test góc sáng trước. Mặc lét thế mà, ok à, được góc này được chưa nhỉ? Vâng, ghi rồi, em sửa xong rồi. Mọi người ơi, hôm nay là em lên là trên code nhá mọi người nhá. Lô này có ít thôi, thế nên là mọi người nhanh tay nhá. Và cái ánh sáng hôm nay rất là tốt nữa, nên là mọi người sẽ nhìn rất là rõ luôn. Nhưng cái chất liệu của ngày hôm nay này, là em hôm nay thật sự là rất lâu rồi em không ra ngoài đường mọi người. Em không ra ngoài đường thì em không biết rồi, nhưng mà thực sự là những cái dạng ngày hôm nay em mới biết là giá trên thị trường vô cùng cao mọi người. Giá trên thị trường vô cùng cao. Em đứng bên này là hợp lý chưa? Được rồi, đứng lại. Vô cùng cao đấy, như cái quả con áo như nhanh nó mặc nó để có chất liệu như này, nó giá nó phải rơi vào tầm 2-3 triệu một cái đấy mọi người nhá. Rơi 2-3 triệu một cái đây. Nhưng ngày vẫn như mọi khi, và lô này là em xin giới thiệu mọi người, đây là lô trend code cuối cùng của nhà em nhá. Một lô trend code cuối luôn. Thế nên là chị nào nhanh tay thì sang được, chậm thì hết thôi. Giá của nó là 250.000 một em thôi. Chỉ 250.000 một em thôi nhá mọi người nhá. Kể cả có cả Burberry thì cũng 200.000 một em thôi. À 250.000 thôi. Nên ai nhanh thì được nhá. Mọi người ơi, hãy tận hưởng những giây phút sống động này đi. Không thì nó lại trở về ánh sáng cũ thì chết. Ai đem phải giả máy rồi. Đó. Không, nếu mà thế này ổn thì không người làm lại được. Không cần phải làm cái kia đâu ạ. Mọi người sẵn sàng chưa? Are you ready? Ôi chị cũng không nhìn thấy bao nhiêu mắt đang xem cơ. Are you ready để đi go luôn nào? Mắt phải like đi. Ok, em sẽ like luôn nhé mọi người nhé. Sẽ
tiên nhá. Chất liệu siêu đẹp luôn, chất liệu không cần phải là luôn mọi người ạ. Em này là các chị có cân nặng size M mặc đẹp nhá, size chuẩn M mặc đẹp cho em. Xinh lắm, giá chỉ 250.000 thôi. Em đi xem mọi người ạ, như cái dương thương hiệu thiết kế mà kiểu như là hàng của Việt Nam thôi. Cái chất liệu hàng may kiểu như là theo nhỉ? Ví dụ up to second hay là platino hay là kiểu cái gì nhỉ? Mấy cái chỗ đấy đấy. Em đi ông đây, em mong đây mà 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu một em áo chen cốt mà sờ vào chất thực sự với không mọi người là không khác gì luôn. Nên mọi người cố gắng tận hưởng luôn nhá. Em này này, size M dưới 55 cân nhá. 250 mã là 105. 250.000. Mã số em này là mã số là 105 cho em nhá. Một em này max lại đánh size L cho em này, đai còn nhiều lắm luôn ạ. Mắt đánh nha size L cho em nhá. Mắt đánh nha size L cho em này mọi người này. Mã 105 chắc là chị Huyền Trang ạ. 55 đến 60 cân nhá. Đai tay và đai thân còn đầy đủ luôn. 55 đến 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này 250 thôi. Mã này là 296, chất xương đầy đẹp luôn. 250.000. Mã số em này là 296 cho em này. Một em chen cốt ngắn siêu siêu đẹp. Ngắn em này đánh là size M cho em nhá. Ngắn và có kẻ bên cạnh này. Rất là đẹp luôn. Cái lô này là một cái lô hàng mà ô con này bé lắm mọi người ơi. Em mặc không vừa. 45 đến 50 cân thôi. Mã 296 quay đầu. Chị Ngân béo ạ. Em phải đứng dưới sau này đúng không? 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 250. Mã này là 299 nhá. 250.000. Mã số em này là 299 cho em này. Con này dáng siêu đẹp luôn. Mà nó lại là size nhỏ rồi, size S nhá. Em đỡ phải mặc nó luôn. 45 đến 50 cân nhá. Đai rất đầy đủ này. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 250, mã là 301. 250, mã số em này là 301. Mã 299 cho nó chị Linh Mimi ạ. Mời em size S tiếp nhá. Đai đầy đủ luôn này. Size S mà không cần là đâu, size chuẩn S nhá. 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em đầy đủ đai luôn. 250 thôi, mã này là 318. 250, mã này là 318 cho em nhá. Một em siêu xịn sò luôn, dáng dài cho chị Linh Mimi. Siêu xịn sò và dáng dài cho em. Con này nghi là oversize á. Cái lót của nó đều có logo của sản phẩm luôn mọi người nhá. Nhìn đúng là chen cốt luôn. Em này các chị có cân nặng 47 đến 53 cân nhá. 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 250 thôi, mã em này là 332. Mã 318 cho chị Thúy Phạm không rồi. Mã số em này là 332 cho em này. Tiếp theo một em size chuẩn M cho em nhá. Nhưng con mắc lụa hầu như là tiền triệu luôn mọi người ạ. Đó là hàng thiết kế size M cho em, màu hồng, chất siêu đẹp này, đai rất đầy đủ luôn. Em này các chị có cân nặng 50 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 250, mã là 325. Xin giới thiệu mọi người, đây là lô chen cốt cuối cùng rồi nhá. Em không còn, em không thể làm được nữa mà. Em hàng của England cho em này. Con này là chen cốt xịn luôn á, chen cốt xịn luôn nhá. Kìa, ai biết gì đó. Nhìn em con 299 đâu không biết được. Chị Nguyễn Thu em bóc địa chỉ luôn đi chị ơi. Con này hàng xịn luôn mọi người, size M nhá mọi nhá. 50 cho đến 55 cân này. Dưới 55 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá. Mức giá của em này 250 thôi. Mã em này là 324. Mã 325 chắc là chị Minh Minh ạ. 250, mã em này là 324 cho em nhá. Mọi người xem ánh sáng led có sống động không? Con này nó là một set váy nhá mọi nhá. Một set váy cho em, siêu siêu đẹp nhá mọi nhá. Nhưng con này thì em đảm bảo mọi người luôn là chỉ có hàng thiết kế mới có thôi. Em này là để em đo eo nhá mọi nhá. Mã 324 chắc là chị Nguyễn Thu Thảo. Size M cho em nhá. Size M phần trên nó mic như là vest nhá. Cái dòng này là dòng mới nhất, cập nhật mới nhất luôn ấy. Mới nhất luôn ấy. Còn bình thường là không có mấy đâu. Em này các chị size M nhá. 48 đến 55 cân. Eo dưới 68 đến 72 mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 250.000. Mã là 321. 250k. Mã số em này là mã 321 cho em nhá. Tiếp theo một em này rất là đẹp luôn này. Siêu siêu đẹp luôn mọi người nhá. Đây, em này đó là hàng có thương hiệu nhá mọi người nhá. Size con này là size XL cho em. Size XL cho em nhá mọi người nhá. Chất đẹp lắm, chuẩn là măng tô các ti đấy. 321 chốt cho chị Thanh Thảo. Em này các chị có cân nặng 60, 65 cân nhá. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp, 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 250, mã em này là 322. 250.000, mã số em này là 322. 250k, mã số 322. Một em siêu xịn luôn này. Em này mát đánh là size S cho em nhá. Đánh là size S cho em, dáng ngắn nhá mọi người nhá. Em này chắc chỉ 40, 48 cân thôi. Em mặc không vừa rồi. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Dáng ngắn cho em này. 40 đến 48 cân nhá. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 304. 250, mã số em này là 304 cho em nhá. Một em
cho em này. 3322 chốt cho chị Hoàng Liên 36. Bulgari này em lấy mọi người 400, đảm bảo mọi người tương đương loại 2-3 củ luôn. 400.000 dành cho chị có cân nặng tầm từ 45 đến 52 cân nằm ở Bulgari nhá. Dưới 52 cân mặc Diệu Huyền 400 nhá, mã số là 300. 400.000, mã số 300 cho em nhá. Tiếp theo này, một em dáng ngắn siêu đẹp nhá, đai đứt đầy đủ luôn này. Hàng mác lụa cho em nhá, mác của đánh hàng size S, mác của đánh hàng size S cho em nhá. Em đứng hình như hơi lệch màn hình đúng không? Em này S và M để mặc được nhá, đai tay và đai eo còn đầy đủ luôn. Chị nào có cân nặng tầm từ 47 cho đến 52 cân mặc đẹp dưới 52 cân nhá. 250, mã em này là 298. Mã 300 cho nó chị Huyền Nguyễn. 250, mã em này là 298 cho em nhá. 298 này. Tiếp theo mà em hàng ở semi size S cho em này. Con này như là váy luôn nhá, size S thôi. Thôi đi bà ơi, đi 250.000 thì anh vù cho con xấu của tôi. Mã 298 cho nó chị Thảo Trần ạ. Giá là em nói trước khi em nói mã, mọi người ưng thì mọi người chốt, không ưng thì tôi không thắc mắc về giá nhá. Không thắc mắc về giá đâu, nếu chị cảm thấy không thích thì chị có thể không chốt. Ok chứ ạ. Cao 1m65 ạ. Size S cho em nhá. Trời ơi, bây giờ tôi phải cho các bà biết hàng hiệu khác hàng thường chỗ nào chứ. Bây giờ đồng giá 250.000 hết. Đến lúc những con mà xấu mà lỗi mà rách mà hỏng, ai vú cho tôi? Ai vú cho tôi, thắc mắc vô lý quá. 45 trẻ 50 cân nhá, 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 250. Em bán 250 là giá cực kỳ ưu đãi luôn, em nói thật với mọi người luôn. Mọi người đi xem đâu mang tôi cái 250 mà nó khui kiện đâu. Mã em này là 293. Thắc mắc về giá này, không giảm nữa. 293 cho em này, một em size M siêu đẹp nhá. Size M cho em, con này thì không có đai đâu, nhưng mà rất rất đẹp luôn. Nên không có len đâu chị ạ, không có len đâu chị ạ. Em này size M nhá, 48 đến 53 cân, dưới 53 cân mặc đẹp cho em không có đai đâu. Em này mức giá của nó là 220, mã em này là 287. Mã 293 cho là chị Yến Bùi. 287 cho em, tự nhiên đang vui hết, mất bố vui. Không vui lắm. Con này siêu đẹp luôn này mọi người này. Các bà mua vô cùng hời luôn, còn thắc mắc nữa. Em không có bắt chị mua con 400.000 đâu. Em này các chị size M mặc đẹp cho em nhá. Em này chị nào có cân nặng tầm từ 48 đến 55 cân nhất, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp trên này. Em này mức giá của nó là 300 nhá. Mã em này là 280. 300.000 mã 280 cho em. Tiếp theo này, con này size M siêu đẹp luôn nhá mọi người ơi. Hôm nay đúng thật từ ánh sáng sắc led nhá, cái sản phẩm nó lên kinh khủng luôn ấy. Em này này, có vạt cho em nhá, có đai cho em này, đai hạ eo đấy mọi người ạ. Em này mã 280 chắc là chị Nguyễn Loan ạ. Em này chị nào có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân nhá, 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 250, mã em này là 279. Không có giá. 250 mã 279 cho em ạ. Tiếp theo nhá, con này siêu đẹp luôn này mọi người ơi. Ngay đổi iPhone. Anh bắt em nói đây. Chị nào có cân nặng tầm 50-60 cân nhá, 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó là 250, mã em này là 275. 250, mã em này là 275 cho em nhá. Em thấy chị Thanh Bi ạ. Tiếp theo nhá, con này chất đẹp quá này. Nó đúng là chuẩn là chen cốt luôn nhá mọi người nhá. Chất không cần phải là đâu mọi người. Em này chị nào cân nặng 50-55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó là 250, chất không cần là luôn. Mã em này là 278. Mã 275 chất là chị Huy ra. 250, mã em này là 278. Một em kẻ hàng của Item cho em này, xinh quá luôn. Họa tiết kẻ nhá mọi nhá. Họa tiết kẻ cho em. Chị Huy ra chị luôn. Mua là hàng là chú ý tin nhắn điện thoại ấy nhá. Chưa trả đấy. Và em cho đơn qua inbox còn chú ý nhá. Size S thôi, 47-52 cân nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp có đai luôn nhá. Dưới 52 cân này. 250, mã em này là 284. 250, mã em này là 284 cho em nhá. Em này là nó là không phải là chen cốt mà nó là blazer mọi người nhá. Mã em blazer cho em này. Blazer này dành cho chị 47 đến 52 cân thôi. Nhỏ hơn. Chị Vân Anh cho chắc đi nhá. 52 cân quay đầu nhá, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá 170.000. Mã số này là 285, nó là chất
u mì và kiểu của nó là kiểu blazer 170. Thì Vân Anh chấm bên mong chị ơi. Tiếp theo này mùa em hàng có thương hiệu nhá mọi người nhá. Sánh ngang với Zara, HM các thứ luôn đấy. Con này là có trong top kiểu cái thương hiệu bán kiểu cái chất lượng tốt và bán rất chạy đây. Em không dám áp cái đấy lên vì có nhiều thương hiệu quá. Em này size M mặc đẹp nhá, quả đai bên cạnh này. Size chuẩn M mặc đẹp cho em nhá, chuẩn M. Em này 48 đến 55 cân mặc đẹp cho em. 250. Nhưng con này mọi người mua tận 2 triệu mấy luôn. Mã số này là 270. Mã 270 cho em nhá. Không rẻ tí nào luôn. Mới em của Hàn, mã của đấy là size L nhá. Con này có đai đi kèm này. Và em chưa lòng hết đai luôn. Size L nhá mọi nhá, 55 đến 60 cân thôi. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 55 đến 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 250. Mã này là 282. Lên mắt. Thằng em nó bảo là nhà chị á mà phát 720 chắc phải là 7-800 mắt quá. Size XS 40-48 cân nhá. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 250, mã 283. 250, mã 283 cho em nhá. Xem mi tiếp này mọi người ơi. 282. Con này là size M. Siêu đẹp luôn nhá. Mắt lụa đúng luôn đây này. Chị Phiên Nguyên đi bóc con số thoại địa chỉ đi ạ. Em có đấy chị Hương Trinh ạ. Size M cho em nhá. Em này size M, màu xanh bộ đội nhá. Chị nào cân nặng tầm 48 đến 53 cân mặc đẹp cho em nhá. 250, mã này là 276. 283 trước đây chị Phương Nguyễn ạ. 250, mã 276 trước rồi em like này. Chị Phương Nguyễn mong địa chỉ đi ạ. Em like này các bạn nhân viên á, các chụp ảnh không đến nơi chối nữa chị ạ. Nguyễn Yến ạ. Phương Nguyễn. Tiếp theo mà em size S nhá mọi nhá, dáng váy siêu đẹp luôn. Nó có đai ở tay á. Chết rồi, con này mất vào bên tay tay nhá mọi nhá. Size này 45 chảy 50 cân nhé, dưới 50 cân mất bên này tay 45 đến 50 cân nhé. Em thấy mọi người mức giá của nó là 200.000, giảm hẳn 50.000 luôn. Mã 288 size S nhé. 288 cho em đấy, cái này là mất tay tay nha, nói rõ các chị nhá. Mai không xả lý do chứ là tay đâu. Em này chất đẹp quá, đó là chen cốt chuẩn này, chỉ có một lớp thôi nhưng mà rất thích luôn mọi người ạ. Lên lét luôn á. Em này à, chị nào cân nặng size tầm 50-55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 220, mã em này là 290. 288 cho là chị Yến Bùi Hải ạ. 290 cho em nhá. Con này á, nó là hàng siêu đẹp luôn nhưng mà giặt là họ giặt hơi bị nhăn này mọi người này. Tay của nó mic von tơ nhá, von sống mọi người. Em này các chị có cân nặng 47 cho đến 52 cân đây này. Nó sẽ hơi bị nhăn một chút bởi vì là vừa giặt là về xong mà em để chồng lên nhau ấy, vì nhà diện tích nhỏ mà. Đó, mặc lên đẹp không đẹp không nói tiền luôn. Nguyện, em này đó là một em váy size 47 trên 52 cân nhé. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em, nó hơi nhăn một chút thôi. Em này lấy mọi người mức giá của mọi người nhé. Về giặt là cho em đảm bảo là nhức lách luôn. Nó là mác lụa đây, mác đánh size S đây này. Như em tư vấn dưới 52 cân cho em nhé. Chị à lấy chốt giúp em 180, mã em này là 285. 180k, mã em này là 285 cho em. 180, mã 285 này. Cherry Cat này, size S cho em này. Toàn có thương hiệu của như là hàng thiết kế của bọn nó riêng ấy. Cherry Cat size S cho em nhé mọi nhá. Em này chỉ size S thôi, đai còn đầy đủ nhé mọi nhá. Đây là hai tay, đai tay còn đầy đủ này. 45 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 220, mã số em này là 310. 220.000, mã số em này là 310 cho em nhé. 310 cho em này. Tiếp theo nhá. Đó, size XS cho em. Mã 285 chốt là chị Nguyễn Ngọc Huyền ạ. Mã của đánh là XS nhé mọi nhá. Xinh quá luôn này, mặc lên xinh hết. Em này chị nào có cân nặng tầm từ 47 cho đến 51 cân, dưới 51 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mã đánh size XS chốt là chị đẹp luôn ạ. Em này 250, mã này là 314. Hôm nay đi mua hàng mới ấy, cái gì cũng đắt luôn, tôi thề với bà luôn là không có cái gì là gọi là rẻ cho cái thị trường quần áo ở Việt Nam luôn. Hay mình vào nhầm chỗ không biết. Đi lướt một phát hết 10 triệu luôn, tôi đi về. Ông chồng chửi cho. Em này các chị có cân nặng tầm 57-62 cân nhá. Dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp này. Có sẻ sau nhá, 62 cân quay đầu mặc đẹp cho em. 314 cho em giá của nó là 220 kẻ nhá. Mã em là 326. 220, mã 326 cho em. Tiếp theo là một em hàng thiết kế nhá. Dáng của nó là dáng blazer đấy. Nhưng mà nó có đai đi kèm luôn này. Mác của đánh là size S cho em nhá. Màu đen. Mác đánh là size S cho em. Ui con này mờ mà ok luôn ạ, đai đầy đủ luôn ạ.
Chị nào có cân nặng tầm từ 47 đến 52 cân nhá, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em màu đen nhá, chất đẹp lắm. 250, mã này là 331. 250, mã là 331 cho em này. Một em siêu 26. Xịn luôn. Mã 326 cho là chị Phiên Nguyễn. Em này thì mắc xịn luôn mọi người chị ơi. Phiên Nguyễn inbox địa chỉ cho được tiếp. Dừng Phiên Nguyễn em ơi. Size số 02 là size M đấy mọi người nhá. Đẹp xịn từ cái mã dưới mắt trên trở đi luôn á. Em này là form rộng cho em này mọi người này. Mã 331 cho nó chị Chi Miu ạ. Em này ở chất đẹp lắm. Ở Việt Nam mình nhá là không thích mặc form rộng này đâu, nhưng mà ở bên bọn nó thích mặc form rộng này lắm. Đó, em này á để Việt Nam mình vừa là phải tầm 65 đến 70 cân. Nhưng mà chị nào ấy mà thích kiểu đúng kiểu phong cách này mọi người hãy lấy size M cho em, bởi vì nó là size số 2 mà. Mác chuẩn là đánh size số 2 nhưng nó là form rộng nhá mọi nhá. Chị nào thích form rộng lấy cho em này 50 đến 55 cân để mặc đúng form của áo luôn. Em này mức giá 250, mã em này là 333. 250, mã em này là 333 nha anh nhá. 250, mã 333. Một em kẻ cho em nhá. Đây. Kẻ cho em nhá. Em này chị nào có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 250, mã là 328. 250, mã của em này là 328 cho em nhá. 333 cho là chị Nga Phan ạ. 328 cho em này. Một em dáng ngắn cho em nhá mọi nhá. Đây, con này thì nó có hai lớp. Một lớp bên trong của nó có trần này mọi người nhìn rõ không? Trần cho em nó size S thôi. Ấm lắm. 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhá. S thôi. Dưới 50 cân quay đầu, 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Bé lắm. Em này mức giá của nó là 250, có một lớp trần ấm. 328 cho nó là 305. Quý Huyền ạ. 305 cho em nhá. Tiếp theo này, size M cho em nhá. Size M. Size M cho em nhá, 47, 48 cho đến dưới 52 cân nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp dưới 52 cân nhá mọi nhá. 220, mã số là 292. 220.000, mã số là 292 cho em nhá. 220 mã 292. Lẫn của em ra mã 305 cho là chị Trịnh Thanh Liễu ạ. Con này nó có dây để mọi người thắt về sau đấy. Đó. Ra lộn một lớp cho em nhé mọi nhá. Chất hết. Mác đánh size S thôi. Mác đánh size S thôi mọi người nhớ, ra lộn một lớp này, khoác xinh chưa? 45 cho đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 220, mã em này là 291. Ra 292 cho là chị khách sạn Đăng Khôi ạ. Mã 291 cho em này. Một em màu vàng nhé. Mã đánh size L cho em này. Mã đánh size L cho em nhé. Em này chị nào có cân nặng tầm từ chỉ 50-55 cân thôi, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Em này mức giá của là 220.000. Mã là 127. 220k mã 127 cho em nhé. Một em màu đỏ cho em này. Màu đỏ này có đai đi kèm nhé. Màu đỏ có đai đi kèm em chưa ấy đâu. Em này size M, 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân mặc đẹp cho em này. 250, mã là 161. 250, mã 161 cho em nhá. Chất siêu đẹp luôn. Có đai nhá mọi nhá. Hàng này kiểu xuất phát luôn á. Màu xanh đẹp luôn. Mã 127 cho nó chị Rally Võ ạ. 47 cho 55 cân nhá. Đai tay và đai eo đầy đủ luôn. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã là 167. Mã 161 cho chị Hà Nguyễn. 167 cho em nhá. Màu vàng siêu đẹp luôn, size L cho em nhé mọi nhé. Size L cho em này, con này thì mắc xinh đẹp luôn. Chất dày nặng luôn nhé mọi nhé. Cầm cái áo lên chắc chắn lắm. Em này chị nào có cân nặng tầm từ 57 đến 62 cân, size to cho em nhé. Dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Đai tay đầy đủ luôn, mọi người mặc cái đông cái thắt đấy cho em. Cái này em chưa mặc, em chưa thắt đâu. Mức giá của em này là 250, mã em này là 138. 250, mã 138 cho em. Mã 167 cho là chị Hà Trần không giấu. Hàng của Sanfu size S cho em này. Con này mặc lên form cứ gọi là đẹp ngất ngây luôn. Size S cho em này. 45 đến 50 cân thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Hà Trần cho các chị nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 250, mã là 163. Mã 138 cho là chị Lê Huyền ạ. 250, mã 163 cho em này. 250 mã 163 cho em
Chi hàng hiệu cho em này. Một em hàng hiệu nhá. Con này mọi người nhận được không đẹp không lấy tiền luôn. Orichi cho em nhá. Con này mức giá của nó là 300. Em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 52 cân nhá. Tay của nó này nhìn xinh chưa? Mã 163 cho nó chị Mimi Phạm ạ. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 250, mã là 120. À 300.000 cho mọi người. Cho mọi người nhá. 300.000 mã 120. 300.000 mã 120 cho em nhá. Còn mạc cho em này. Còn mạc nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng 55 với 60 cân nhá. 60 cân quay đầu, dưới 60 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó 250, mã là 183. 250 mã 120 cho đơn chị Triệu ra. Blazer cho em nhá. Con này còn đai, màu của nó là màu cam. 47 đến 52 cân, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 220.000, mã là 139. 220 mã 139 cho em nhá. Một kẻ cho em này. Size L siêu đẹp luôn. Mát này. Chuẩn là trên cốt luôn. Em này nhá, nó là sát nách ở phía bên trong và mọi người bên ngoài để mũ vào tay này. Người nhìn nó có lót đấy. Mã 139 cho đó chị Vân Phạm. Có đai nhá mọi nhá. Chị này, cái này phải 57-63 cân, dưới 63 cân quay đầu nhá. Họa tiết kẻ cho em này. 250, mã này là 142. 250, mã 142. Một em Burberry. Burberry size M cho em nhá. Burberry size M cho em này. Lưới màu đen chất nhẹ như không mặc gì luôn. Em này chị nào cân nặng 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 300.000, mã này là 223. 300.000 mã 223 cho em nhá. Con này siêu đẹp luôn này mọi người. ML ok luôn. ML nhá mọi người nhá. 50 đến 60 cân. Quá xinh luôn. 60 cân quay đầu và xinh. Dưới 60 cân nhá. 250 mã là 137. 250 mã 137 cho em này. Một em váy. Em này là một trong những dòng em sẽ theo đuổi rất rất nhiều về mùa hè đây này mọi người này. Mọi người nhanh tay chộp đi. Ngày hôm nay em chỉ bán cho mọi người giá 220.000 thôi. Mọi người biết em hay mua những dòng thiết kế order về đúng không? Nhưng cái mức giá nó sẽ rơi vào từ 1,5 triệu trên 1,8 triệu. Mã 137 cho là chị Nghĩa Kiều ạ. Mark của này là size S, em tư vấn mọi người 47 đến 52 cân. Eo tầm từ 66-70 mặc đẹp cho em. Cái chất này này, mùa hè năm nay em sẽ bán rất nhiều. Chắc chắn luôn. Và hầu như Việt Nam mình sẽ không làm được dòng này đâu. Mọi người nhìn không? Nó là dòng thiết kế. Chị Nghĩa Kiều cho chắc các chị nhá. Eo 66-70 mặc đẹp cho em nhá mọi nhá. Mức giá này 220 thôi. Mã này là 136. Cam kết mọi người luôn ấy là cái dòng này mọi người nhận là mọi người thích luôn. Màu nâu vàng ấy. Con này em đang phải order 1,5-1,7 triệu về đấy. Ép cho em này, 45 đến 50 cân nhé, có đai này, dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 220 mã là 133. Mã 136 cho chị Hoài Thu ạ. 220 mã 133. Candy cho em này, siêu đẹp nhá. Cái con này thì chắc chắn mọi người mua ít nhất là phải 700-800 đối với chỗ shop bán rẻ, còn bán đắt thì em không biết đâu. Bán đắt thì 2-3 củ rồi. Size M, ML luôn, 50-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này, đai đầy đủ luôn. 250, mã là 132. 250, mã 133 cho chị Vân Phạm ạ. Xem cốt rồi. Một lớp thôi mọi người nhá. Xem cốt thật sự đây này. 48 thì 55 cân thôi. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 130. Mã 132 cho chị Khoảng Lặng. 220.000, mã số là 130 nha em nhá mọi nhá. 130 cho em này. Size M nhá, nó là kaki này. Áo chen cốt nhá mọi nhá. Đây, có đai mã 130 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220.000, mã là 281. 220, mã này là 281 cho em nhé. Chị Đỗ Tuyết inbox số điện thoại và địa chỉ đi ạ. 21 ạ. Ôi, con này sát lách mùa hè luôn. Chất siêu đẹp luôn này. Màu xanh nhẹ nhé mọi nhé. Đai rất đầy đủ luôn.
M thôi, 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp này. Dưới 55 cân thôi. 250, mã em này là 297. 250, mã em này là 297 cho em nhá. Size L cho em này. 55-60 cân nhá, dáng như một cái váy luôn. Dưới 60 cân mặc đẹp cho em nhá. 55-60 cân ạ. 220, mã là 306. 220.000, mã là 306 cho em nhé. Làm ngắn cho em này. Em này size M mặc đẹp nhất. Con này mất cúc của em sẽ bổ sung này. Quả đai nhé. 48-55 cân ạ. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 250, mã em này là 312. 297 chốt cho chị Tạ Lê Mỹ Hạnh. 250, mã em này là 312 cho em nhé. Tiếp cho em một em váy size M nhỏ cho em này. Một em váy nhá, váy thu đông ạ. Nhìn nó, nó có cần đai đấy. Em này chị nào có vòng eo 68-72 mặc đẹp cho em nhá. Eo 68-72 mặc đẹp, em váy thu đông em lấy một người 180 thôi. Mã số em này là 319 nhá. Mã 312 cho chị Thương Vũ ạ. Mã 319 cho em này. Ngắn ngắn cho em nhé. Em này các chị có cân nặng tầm 45-50 cân là size S nhé. Còn đai đây này, 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 200. Mã em này là 327. Mã 319 chốt cho chị Trần Thị Thanh Hải ạ. 300.000 và 327. À, 200.000 và 327 cho em nhé. Tiếp theo một em siêu đẹp luôn. Các bạn tin ơi, triệu hồi các bạn tin. Chị Trần Thị Thanh Hải inbox luôn số điện thoại và địa chỉ. Con này là oversize nhá. SML mặc xinh ạ. SML mặc xinh đen nhá. Chị Mai em này lấy mọi người mức giá là 200.000. Mã số em này là mã số 5. Mua em váy tiếp này. Váy thiết kế hết. Mua em váy thiết kế tiếp nhá. Em này 180 thôi. Size M nhá. 50-55 cân. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp em váy này nhá. 180. Mã là 168 cho em này. Váy ạ, size M 180k, mã là 168 cho em nhé. Cầm cái áo lắm. Mã số 5 chốt cho chị Văn Thị Thi Tân ạ. Em này chị nào, chị nào có cân nặng size tầm từ 50-55 cân nhé. Mức giá của em này là 250, mã là 165. 250, mã 165 cho em nhé. Mã 168 chốt cho chị Vân Nguyễn. Con này là lót bên trong nó là phạm tiết kẻ đây này. Con này size to nhé mọi nhé. Chị Văn Thị Thi Tân inbox chốt chắc cái gì nhá. Con này phải là khi mặc đẹp. Chị inbox luôn số điện thoại chỉ để được chốt tiếp chứ. 60-70 cân nhá. Dưới 70 cân quay đầu mặc đẹp phải là nhá. Con này mà không là mỗi lần mặc là phải làm vì nó chất kaki. Mức giá của em này là 200, mã là 164. 200.000 mã 164 cho em nhé. Chị Văn Thị Thi Tiên inbox luôn địa chỉ nhá. Dừng như này. Có một em váy sơ mi à? Ô cho đi. Sai mắt đánh xanh nhỏ thế này. Ui con này à. Dành cho các chị phải size to nhá. Đai riết đầy đủ luôn. Con này các chị 60-65 cân mới vừa. Dưới 65 cân nhé mọi nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 200.000 thôi, mã là 118. 200k mã là 118 cho em nhé. Đây. Mấy em có lắc cổ đây. Sẽ ngắn ngắn đó, còn mạc luôn này. Size to đấy. Các bà size to lấy con này đi. Các chị có cân nặng tầm 57-62 cân nhé. Dưới 62 cân quay đầu mặc em này đẹp cho em. Dưới 62 cân nhé. Em này mức giá của nó là 350.000, mã là 117. Tiền củ luôn đấy. 350.000, mã là 117 cho em nhé. Ô con này bé lắm, 40-48 cân thôi, em mà không vừa đâu. Dưới 48 cân quay đầu nhá, dưới 48 cân thôi. Em cho tay vào một bên không cho được đâu. Em này mức giá của nó là 220, mã số 9 cho em nhé. Mã 117 chắc là chị Mỹ Lệ Nguyễn Hương Dấu. Một em váy siêu đẹp này. Em này chị nào có vòng eo 70-74 nhá. Eo 70-74 là size M lớn cho em nhá, của em váy á. Em này mức giá của nó là 220.000. Mã số là 114 nhá, nó là váy từ trên xuống dưới đấy.
220 mã 114 cho em. Mã số 9 chốt rồi chị. Chắc không cần làm Mai Vũ. Cầm rất dày dặn luôn nhá. Sáu mươi sáu mươi lăm cân mặc đẹp cho em này. Dưới 65 cân quay đầu nhá. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Hai trăm rưỡi mã này là 111 ạ. 250 mã 111 cho em này. Một em váy tiếp nhá. Con váy này là một trong những hàng thiết kế mà em bảo em theo đuổi này. Đó, mọi người nhìn nó. Nó là có hàn khúc từ trên từ dưới này. Đó. Em này các chị có cân nặng tầm từ nếu mà thắt đai vào 50 55 rất là đẹp, nhưng mà em này các chị có cân nặng tầm 53 57 cân mặc vừa đó. 53 57 cân siêu đẹp cho em nhá. Dưới 57 cân có hàng khuy đằng trước này. Em này 220.000, mã là 110. Vào hè giá em này sẽ là 220. Mã 111 chốt là chị Phạm Huyền ạ. Tiếp theo một em váy tiếp này. Em này các chị có cân nặng tầm thừa 55 đến 60 cân nhá. Mã 110 cho các chị nào như con váy này này, 55 đến 60 cân size L mặc đẹp có hàm khuy đằng trước nhá. 220 mã là 108 này. 220.000 mã 108 cho em này. Xuất sắc luôn ạ. Đây nhá. Bộ khuy này còn đủ. Xuất sắc luôn. Đai nữa còn đầy đủ luôn. Bốn mươi lăm trời 50 cân dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Em này mức giá của nó là 300, mã số em này là 107, 300k mã 107 vỏ cam cho em nhá. 300.000 mã 107 cho em này. Con này nhẹ nhàng tình cảm này, toát nhẹ thôi, tay chuông cho em nhá. Size này các chị có cái nặng 50-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này, dưới 60 cân nhá, tay chuông cho em nhá. Mức giá em này của nó là 180, mã là 104. Mã 107 cho chị Thư Kỳ Anh ạ. 180 mã 104 cho em này, hàng Korea cho em nhá. Hàng Korea bao giờ nó cũng rộng hơn bình thường một size ấy. Cái form này này. Hàng Korea mọi người mua hàng thiết kế biết nó chỉ có size SM, size L luôn. Con này các chị có cân nặng 60 cho đến 60-65 cân nhé. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Xinh lắm. Em có thấy chị Hương Phạm ạ. 250, mã em này 103. 250, mã 103 cho em nhé. Con này thì lại mỏng. Con này chỉ khoác nhẹ thôi. Có một lớp thôi, chất như là trở kiểu vô ăn ấy. Nhẹ bên ngoài. Mã 104 chắc là chị Nguyễn Hương. Em này chị áo cân nặng size M 48-55 cân nhé. 150 thôi này, mỏng lắm. Mã số là 102. Hoàng nhá. Kẻ đấy. Nguyễn Hương. Kẻ size M cho em nhé mọi người. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50-55 cân kẻ nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 220.000, mã là 102. 220 mã 102 cho em nhé. Nguyễn Hương các chị xả thêm lần nữa là thôi nhá. Mã 102 cho là chị Vân Anh Lê ạ. Con kẻ chốt cho em mã số 106 nhá. Chút chốt lại con kẻ cho em nhé. Con này chị này, một lớp thôi. Dân em có thấy chị Lan Lý ạ. Con này size to rồi. Chốt lại con này mã 106 giúp em nhá. Nó bị trùng mã này. Mã 106 chốt cho chị Dương Thủy ạ. 60-65 cân siêu đẹp luôn. Nó là dáng chuẩn trên cốt ấy. Dưới 65 cân quay đầu nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó là 220, mã số 99 này. Chuẩn trên cột đấy. Con này đẹp quá, xanh mờ cho em nhá. Nhìn lót của nó đây, toàn bộ lót đều có họa tiết của cái elephant đó. Tháp Eiffel đấy. Size M nhá mọi nhá. Chất siêu đẹp luôn. Em này chị nào có cân nặng size tầm từ 48 cho đến 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 250, mã này là mã 98. 250 mã 98 cho em. Một em váy tiếp này. Không đẹp không lấy tiền luôn, mắc đánh là size M. Em tư vấn là các chị có cân nặng tầm từ 50 cho đến 55 cân. Ôi nhìn eo chiết này. Siêu đẹp luôn, màu cốm nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 220, mã số em này là 97. Dòng này đang rất là hot thịnh hành luôn đấy. Thôi chốt 98 đi. 97 cho em. Nhắn cho em này, màu tím nhất size M cho em. Chốt đi. Tặng anh. Mã 98 chốt cho chị Hậu Nguyễn không giấu.
em đang cũng lung lung nhưng mà trò đùa, anh xót chi anh ạ. Báo em này chị nào cân nặng 50-55 cân nhá, 250 mã số 96, 250 mã số 96, mã 97 chốt cho chị tạ Hà Miên ạ. Chị Hà Miên, ôi size em siêu đẹp luôn. Cái này có con nào sắt lách không nhỉ? Dung, Dung xem có con nào sắt lách không. Cái này là khoác ngoài của một em áo sắt lách đấy. Mã 96 cho là chị Thanh Hoàng Nguyễn ạ. Con này em để tạm thời nhé, bởi vì nó có một con sắt lách ở bên trong ấy, nhưng mà em chưa tìm thấy. Có thấy chị Vũ Tuyết đấy ạ. Đẹp quá. Này. 55 đến 60 cân nhé, dưới 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu mặc đẹp màu xanh của vịt nhá. 250, mã số em này là 92. 250, mã số 92 nha em nhá. Bomber nha này, chất u mì siêu đẹp luôn. Mờ quá. Mờ chắc do bạn của chị chứ bên em nhìn lét lắm. Nghe quá mà. Nghe giọng khó nha. Em này chị nào cái nặng 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân mặc đẹp cho em này. 200.000 mã số 91. Mã 92 chắc là chị Trinh Kiều ạ. Ông ấy nói khó nghe lắm. Để em nhìn là rõ hết đốt ruồi ấy chị ạ. Con này còn mạc luôn cho em này, size L cho mọi người nhá. Size L cho em này. Mua hàng mới này. Hàng chi nhưng mà mua như mới nữa này. Chị thử xem lại mạng của nhà chị nhá. Bởi vì tân tân là dừng ý nha. Hiện tại nhà em này đang full HD 720 luôn đấy, chỉ có thiếu một nước là 1080 với cả 4K là hết. Em này 55 đến 60 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã số 90. 220.000, mã số 90 cho em. Một em này siêu xịn luôn này mọi người. Có dây xích ở cổ nhá. Hàng chuẩn lắm đấy. Này mọi người mua hôm trước An Nguyên đâu, An Nguyên bảo em về em bảo 220.500 ăn tin, nó hỏi mua ở đâu. Size 45-50 cân nhá, dưới 50 cân quay đầu là size S thôi. Em này mức giá khoảng là 350.000 nhá, mã số 87. Mã 90 chắc là chị Hải Anh Ngô ạ. 350.000 mã số 87. Em con này là một em váy nhá mọi nhá. Con này là đóng cúc. Hôm nay không có áo lạ đâu chị ơi. Em này các chị size tầm từ 53-57 cân nhá. Dưới 57 cân mà đẹp cho em này. Mai á. Mã 87 cho là chị Thùy Nguyễn. 53-57 cân nhá, dưới 57 cân này. Em này em lấy mọi người 180 thôi là váy nhá, mã số 86. Phải không? Được thì lai giả, dạ một lớp. Nhưng mà không có giả đâu. Có. Có thể chị Mai có dạ một lớp thì ngon. Đỡ thèm chị, đỡ thèm. Theo anh Thọ nói khó nghe thực sự luôn ý. Anh đừng nói, anh càng nói em càng thấy đau lưng ấy. Sao anh nói em thấy đau lưng nhỉ? Size M siêu đẹp nhá mọi nhá. Ui con này dáng con đẹp chưa. 50 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mà đẹp cho em này. 250 mã số 83. 250.000 mã số 83. Mấy em blazer size 48 đến 52 cân nhá, dưới 52 cân quay đầu mà đẹp này. 180 thôi mã số 84. 180k mã số 84 cho em nhá mọi nhá. Con này là khoác mỏng gió. Khoác gió cho em nhá, khoác một lớp rồi. Khoác gió bên ngoài không ạ? Mã 83 cho nên chị Lại Thị Hoài ạ. Chiều thứ bảy em có một kiện áo gió một lớp của Nhật về. Chị nào cần áo gió chiều thứ bảy vàng, em chỉ khui đúng buổi chiều đấy thôi. Có ít mà. Em này 50-60 cân nhá, nó khoác mỏng cho em này. Em mã 86 là chị Phan Minh ạ. Mã số là 88 nhá, 160 mã số 88 cho em. Phan Minh ạ. Con này màu đen cho em. Chị Phan Minh inbox ngay số điện thoại địa chỉ mới cho được tiếp. Dừng Phan Minh luôn nha. Em này chị nào có cân này của ai nhỉ? Chị nào có cân nặng tầm từ 60 cho đến 65 cân nhá, dưới 65 cân này. 88 cho 220 mã số 94. 220.000 mã số 94 cho em nhé. Con này đẹp lắm mà em mặc chật lắm. Chị Phan Minh inbox luôn đi ạ. Em có thấy chị Bùi Hoài ạ. Mã có xong rồi. Minh Hương. Size này các chị có cân nặng tầm 47-51 cân nhé. Dưới 51 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này lấy 200.000 thôi. Mã là 100 nhé, dáng đẹp lắm, kéo khóa.
2000 mã số 100 xem. Con này là một em đũi. Con này mình phải làm blazer nhé. Vào đây thì hơi sai sai thời điểm. Bên trong lót lụa cho em này. Blazer này là blazer mùa hè thu cho em nhá. Nó không phải mùa đông. Tầm này vào thì nó lại không có giá. Chất đũi cho em nhá. Em này các chị có nặng 45 đến 52 cân này. Em này em lấy mọi người 106 rồi, chất đẹp lắm, bên trong lót lụa đấy. Mã 109 cho em. Mã 100 cho là chị Phương Vũ. Mã 109 cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm 43 thì 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này ui, em này em lấy mọi người 108 nhá. Mã là 122. Hôm nay lục trợ chị chuyển được không? Chuyển cái ấy sang đây cho mọi đẩy đẩy cái này ra. Em có lấy chị Phi Phi ạ. Em này chị nào có cân nặng đây có đai đầy đủ nhá. Chị nào có cân nặng size M dưới 55 cân nhá. Em này mức giá 200.000, mã là 166. Hồng tím nhé mọi người. Hồng tím. Đai nhá.
50 chuyển 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 250, mã số 26 ạ. 250, mã số 26 cho em này. Màu vàng size M. Có đai nhá mọi nhá. Cả một dãy này em chưa có lồng đai. Chuyển 57 cân nhá. Có đai này. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 220.000, mã số em này là 27. Mã 26 cho là chị Huy ra. 220, mã số 27 cho em nhá. Con này nó là giống như là kiểu váy size M cho em. Phát tay lỡ cho em nhá. 48 cho đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 220, mã số 28. 220, mã số 28 cho em nhá. Con này đẹp quá. Mã 27 cho là chị Liên Tuyết ạ. Em này size S thôi. S và M nhỏ thôi. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 52 cân quay đầu mặc led căng đét luôn. Dưới 52 cân nhá mọi nhá. Mã 28 em cho chị gọi là 300 nhá. Mã số 80. 300 nghìn mã số 80. Siêu đẹp size S tiếp này. Là ngắn thôi. 40 cho 48 cân nhá. Đẹp lắm. Dưới 48 cân em mặc chật không cho tay vào được luôn á. Đai tay còn đầy đủ luôn này. Mã 80 cho là chị Thư Kỳ Anh ạ. 250 mọi người nhá. 250, mã số 31 cho em này. Mẫu nặng 60 cân ạ. Mỗi lần chị Kỳ Anh chốt lại nhớ đến đồng nghiệp của anh Thọ. Anh đồng nghiệp của anh Thọ có một người tên là Kỳ Anh ấy. Em này 60 trên 65 cân nhá. Chất không cần là luôn. Dưới 65 cân mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó là 200.000. Mã số 32. Mã 31 cho là chị Bùi Hoài ạ. Xinh quá này. Ui con này còn mạc luôn các bạn nhá. Còn mạc luôn. Tem mạc lủng lẳng luôn. Em này chị nào cân nặng tầm 48 trên 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Xinh lắm. Em này mức giá của nó là 220, mã số 33. 220.000, mã số 33 nha nhé. Đây, con này thì mắc đẹp luôn. Đai tay đai tiếp còn đầy đủ luôn nhé mọi nhé. Người chốt thì con như này đi. 32 không? Có. Hải Ngô. 32 gì Hải Ngô? Em này các chị phải 50-55 cân. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. 250, mã số em này là mã số 35. 250, mã số 35 cho em này. Chất không cần là luôn. Chất thơm sướng lắm, y mới luôn các bạn. S rồi, 45 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã số 34. 250, mã số 34 cho em nhá. Con này mới gọi là đẹp. Mã 35 cho chị Trần Thanh Thanh ạ. Con này các chị ơi. Lên đồ luôn. Em này chị nào cân nặng tầm từ 57 đến 62 cân nhá. Dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Chỗ này có hàng khuyên chưa đóng không? 62 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 250, mã số 38 này. Cầm cái áo là cũng đã mang luôn. Size L cho em này. Mã 34 cho là chị Sâm Nguyễn ạ. À. 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá em này là 250, mã số 39. 250 mã 39 cho em nhé. Mùa em váy siêu đẹp luôn. Váy kaki nhé mọi nhé. Mã 38 cho là chị Hải Anh Ngô. Em này chị nào có cân nặng size tầm từ 53 đến 57 cân nhé. Eo 70, eo 72, 75 cho em nhé. Em này mức giá của nó là 220, mã số 40. Ui đẹp thế này, màu đen nhé, đai rất đầy đủ. Mã 39 cho là chị Lily. Em này các chị 50 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc xinh. 60 cân quay đầu mặc xinh nhá. 250, mã số này là 41. 250, mã 41 cho em này. Mã 40 chất là chị Hoa Nguyễn. Mời em váy nhá. Váy này chất của nó là chất gì? Hai bên có đai này. Mã 41 chất là chị Lương Trang. Em này các chị size M 48 đến 55 cân mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân này. 180, mã số 42. Chị Hoàng Nguyên mong luôn đi chị ơi. Em có
cân nặng tầm 55-60 cân nhé. Còn đang ở đây này. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới váy vậy, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã số em này là 44 nhá. 220, mã 44 cho em này. Đẹp quá. Mã 42 cho là chị Nguyễn Thu ạ. Một lớp thôi. Chuẩn bị cho mấy em váy siêu phẩm luôn. Em này chị nào cân nặng tầm từ 55-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc xinh, đai rất đầy đủ luôn ạ. 220.000, mã số là 45. Đây nè. Ba khuy ở đây em chưa kịp đóng không? Em này size M, siêu đẹp luôn. Mã 44 chốt cho chị Đỗ Nga. Cái chất không cần làm tí nào luôn. Size M cho em đằng sau có chun nhá. Em này chị nào cân nặng, đây này, mùa hè sẽ theo đuổi vòng này này. Không chốt đi, không có đâu. Em này có cân nặng 47 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân cho em này. Nên là các chị nào mà cứ bảo thôi đợi hàng hè chốt nha. Cái váy em order mà cái váy màu hồng dài dài em mặc ấy. Chính này con như này chất liệu xì luôn. Em này 220, mã số 46. Em mua được mấy? Size M cho em này, chất đẹp quá. Bốn mươi tám đến 55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 220, mã số này là mã 48. Mã 46 cho là chị thằng Phan. Ui, này size M đẹp chưa, tay của là tay phồng nhá mọi nhá, mắc đánh size M luôn. Mã 48 chốt cho chị Phạm Phương Thảo. Em này các chị 55-60 cân đi. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, xinh quá này. 60 cân quay đầu mặc xinh nha em nhá. Nhìn như một làng tiểu thư luôn á. Mức giá của em này là 250 nhá, mã 49. Dùng cả từ thanh xuân chỉ để mặc xem cốt với các bạn. Mã 49 cho em này. Kaki nhá mọi nhá. Lên với em Paka, nhưng mà con này không lót lông đâu. Paka siêu ấm luôn. 50 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân mặc đẹp cho em này. 160.000, mã số 51. 160k, mã số 51 cho em này. Mã 49 cho là chị Phạm Minh Hương ạ. Ờ, hình như em cảm giác là trên line màu nó hơi đậm hơn so với bên ngoài ha. Đúng không? Đúng. Ờ, trên line màu nó hơi đậm hơn bên ngoài một tí mọi người nhá. Để mai, hôm nay hơi muộn rồi em không chỉnh nữa, ngày mai sẽ chỉnh lại màu cho nó ấy. Bởi vì sao nhìn ra mặt nó không phải là da trắng. Không biết em mà ngoài em trắng lắm lên like màu vàng cam. Size M 50 đến 55 cân nhá. Em này mức giá của nó là 250, mã số 52. 250, mã 52 cho em. Cái này là đai ở mấy khác. Một em váy này dành cho chị có cân nặng tầm từ 60-65 cân nhá. Váy trên váy thể thao à, váy kaki này. 60-65 cân nhá. Em này mức giá của là 200.000, dưới 65 cân nhá. Đáng xòe mã số 54. Mã 52 cho chị Xuân Hồng. Chị Xuân Hồng đi bóc xuống thoại với chị đi ạ. Em này các chị có cân nặng 47-52 cân thôi. Dưới 52 cân quay đầu mặc chị đẹp. Xuân Hồng đi bóc luôn nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá, màu đen. Em này mức giá của nó là 250, mã số 55. 250, mã 55 cho em. Đây, một con này nó là chen cốt chuẩn luôn này. Đằng sau của nó là voan dập ly nhé. Đây, ở trên này, chỗ này nó là voan dập ly này mọi người. Size M cho em nhá. Em này chị nào có đai tay luôn nhé mọi nhá. Chị nào cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân, dưới 60 cân thôi, con này phải 60 cân. Mã 55 cho nó chị giá của em này ạ. 220, mã số 56 á. Size XL cho em này, con này. Em có thấy chị Trang Phạm. Chị nào có cân nặng tầm từ 63 đến 66 cân nhá, dưới 66 cân mặc đẹp cho em này. 180 thôi, mã số 57 nhá. 180k, mã số 57. Em của Moco này. Xem cốt cho em nhá. Ui, bé lắm. 45-50 cân thôi, quả đai này.
em không mặc vừa đâu. Dưới 50 cân quay đầu hợp đèn cho em nhé. 220, mã số em này là 58. Mời em hàng thiết kế còn mát luôn này. Mời em váy sơ mi nhé. Size S thôi, còn mát luôn. Em này các chị có cân nặng size S thôi ạ. 40, không, phải 47, 51 cân. Dưới 51 cân quay đầu và đẹp có đai cho em nhé. Em này mức giá 180 thôi, mã số 59 cho em này. Còn mặc luôn ạ. Mã 58 cho nó chị Tâm Nguyễn ạ. Ôi các chị ơi, mã 57 cho nó chị Lê Thị Hường ạ. Siêu đẹp luôn ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 57 cân. Siêu siêu đẹp luôn. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Mã 59 cho nó chị luôn. Thảo Hoàng không giấu. Để em xem lại nhé. Em đo cái eo lại. Em này xin lỗi mọi người nhé. Con này các chị 50 em có cái chị Phi Phi nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Eo tầm từ 70-74. Mức giá của em này là 250 nhá. Đẹp lắm. Mã số là 63. Kẻ này. Đẹp không lấy tiền đây này. Ép thôi mọi người nha. Ui. Con này 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 300 nghìn nhá. Mỹ mãn luôn. Mã số em này là 64. Mã 63 cho là chị Nguyễn Loan ạ. Con này giống như kiểu made in Italy đấy mọi người này. Made in Italy đây. Mọi người ơi, con này là chất phải là đây này. Hàng của Italy nhưng mà nó là chất kaki xịn luôn này. Em này các chị size M nhá. 64 cho là chị Lê Linh. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 250, mã số là 65. 250, mã số 65 cho em này. Size S cho em nhé. Đây nhé, đầy đủ luôn. S không? Em mặc chắc không vừa rồi. Chắc là S thật. 45 đến 50 cân thôi nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 250, mã số là 67 ạ. 250, mã 67. Con này không có đai nhá, bản gốc cũng không có đai đâu. Mã của đánh là size M cho em nhé. Màu của màu xanh. Màu trắng xanh. Kem kem mọi người nhá. Em này chị nào có cân nặng 50 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu, 60 cân quay đầu mặc xinh nhá. Em này mức giá của nó là 220, mã số 66. 220.000, mã số 66 cho em. Mã 67 cho là chị Ngọc Ngọc ạ. Hàng hiệu cho em này, Teenager. Mã 65 cho là chị Thư Kỳ Anh ạ. Ngọc Ngọc. Mã 66 cho là chị Yến Linh. 45 trên 52 cân nhé. Đây dưới 52 cân nhé. Em này mức giá của nó là 250, mã số 72. Đây em bán hàng si gì ạ? 250 mã 72 cho em nhé. Size M. Chị Yến Linh inbox luôn số điện thoại địa chỉ. Màu đen. Số. Cái có số luôn đây chị ơi. Không chồng em nhịn mất rồi. Ngọc Ngọc. Mã 72 cho là chị Phương Miên không giờ. Vấn đề không phải cho đường truyền mạng đâu, em nghĩ cho là bắt cam luôn ạ. 45 chỉ 50 cân nhá. Đai rất đầy đủ luôn, dưới 50 cân nhá. 220, mã số này 73. Cái gì nhỉ? Phương Miên không giấu. 220, mã số 73 xem này, chắc đẹp quá. Cái gì? Cái lúc này cũng xoay đủ cái kiểu gọi cho bạn. Chắc đẹp. Xoay cho, như trong chóng. Thay đổi. Em này chị nào có cân nặng size S thôi, 40-50 cân nhá. Đai nhất đầy đủ luôn, dưới 50 cân nhá. Mức giá của em này là 300 nhá, xịn lắm. Mã số là 74. 300k mã số 74 cho em. Gọi phát là chạy đến luôn đúng không? Mã số 85 đến 50 cân thôi, size S nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này cái này có đai tay luôn ạ. Em này 220, mã số 75. 74 của chị Trịnh Thu Phương. Để 3 nữa. Ê, Trịnh Thu Phương inbox địa chỉ đi ạ. Tay chuông rất đẹp luôn này. Em này siêu đẹp luôn chị. Em này 47 52 cân nhá. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp xem này. Mọi người em để luôn. 250, mã số 76 nhá. Thì cái tay của nó là hàng thiết kế nhá. 75. 75 có. 75 cho chị. Thiết kế cho em này. Yến Mùi Hải. 250, mã số 76.
Cái này nó có hai phần cổ. 16 chị Khuyên Hoàng không giấu. Hai phần cổ cho em này. Mọi người thích thì mọi người có thể đóng sâu vào trong đây này. Chỗ này là quá đây này. Đó, con này các chị size 55 đến 60 cân nhá. Đây đúng đây. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Đai đầy đủ cho em này. 250 mã số 82. 250 mã số 82 cho em. Và ra lô size M cho em này. Có đai nhá mọi người. Chất không cần là luôn. Mặc lên nhúng nhan nhính luôn á. Nhìn là biết là hàng hiệu rồi. Tại sao con nào anh thấy một lớp nó làm được chất một lớp cũng rất là đẹp luôn á. Mặc 82 chốt là chị Hạnh Đỗ ạ. Em này các chị 50-60 cân nhá, mỏng nhẹ thôi này, nó là trên cốt chính hãng luôn á. Mức giá của em này là 200 nhá, mã số 79. 200 nghìn mã số 79 đi. Chị Hành Đỗ inbox điện thoại và địa chỉ. Xem mờ cho em này. Xem mờ nhá mọi nhá, có đai nhá. 53-57 cân, dưới 57 cân nhá. 250, mã số 71. Đẹp luôn này. Con này giống như con xanh. Có đai nhá mọi nhá. Có đai đi kèm luôn. Cổ nó cũng hay vặt như thế. Con này xanh nhỏ hơn rồi. Em này giống con xanh vừa lại. 79 chốt là chị Thảo Lê là màu này. Đây, có phần hai phần cổ nhá để mọi người bẻ ra. Còn dây đai này. Chị nào 50-55 cân. 71 chốt là chị Hương Lê không giấu. 250 nhá, mã số 60. Thảo Lê à? Lê không giấu nha. Chị Thảo Lê chúc chắc cái chị nha. Mã tiếp của anh. Hương Lê rộng quá, con này rộng rồi. Em này chị nào cân nặng tầm 65-70 cân nhá. Dưới 70 cân, 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này em lấy mọi người mức giá là 180 thôi. Mã số 61. Mã 60 chắc là chị Tạ Lê Mỹ Hạnh ạ. Hương Lê bóc luôn đi chị ơi. Em có đấy chị Nguyễn Thị Dung ạ. Tuấn nó bảo anh biết là gì ạ? Tuấn nó bảo là sao một cái mic nó biết từ đây này. Em ơi, đứng trước mặt Minh Châu chỉ việc nói thôi. Bác cả sang đây với loa nữa. Cái mic bên này nữa. Kẻ cho em nhé, có đai này. Ủa được đấy, hợp lý đấy. Mà xịn nhiều mệt lắm. Mày xịn đai là được. Có đai đi kèm luôn nhé mọi nhé. Đai nó đai rời đấy. Đai của nó bên trong phối da luôn nhá. Em này chị 60-65 cân cho em này. Em phải đưa vào trong túi này nói đi. Dưới 65 cân nhá mọi nhá. 65 cân quay đầu mặc em này đẹp cho em này. Size XL cho em nhá. Em này mức giá của nó là 220 họa tiết kẻ nhá. Mã số 15. Vâng. Đưa lên bóc địa chỉ đi ạ. Nha. Ngắn chân xòe cho em này, size S rồi.
45 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 180, mã này là 146 nhá. 180k mã 146 cho em này. Đây. Còn mạc cho em nhé mọi người ơi. Mã 141 chốt cho chị Bảo Hân ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 57 đến 62 cân nhá. Nó là khoác ngoài ạ. Dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp. Mã 145 chốt cho 180, chị 180, mã là 149. 180, mã 149. Con này còn đai đi kèm nhá. Mã 146 chốt cho chị Phạm Phương Thảo. Chị Bảo Hân là chốt chắc cái cho chị nhá. 50 cho đến 50 đến 57 cân này, có đai nhá. Dưới 57 cân mặc đẹp. 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 220, mã số là 150. 220.000 mã 150. Không giấu. Sai to cho em này. Chị Nguyên Vũ Nguyên Bông cho vào cái này. Luôn địa chỉ để được chốt tiếp. Đừng chốt Nguyên Vũ luôn. Có đai đủ đai tay và đai eo nhá. 60 65 cân ạ. Dưới 65 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 151. Con này chất đẹp quá. Rồi. Con này à, mọi người lấy đi à. Mã 150 chốt cho chị mèo mèo cute ạ. À. Em này chị nào có cân nặng tầm từ 47 trên 51 cân nhá, dưới 51 cân. 51 cân quay đầu mặc đẹp có đai đấy ạ. À. Em này mức giá 250 nhá, mã là 152. 250.000 mã 152, siêu đẹp luôn này. Dạ. Mã 151 chốt cho chị Lê Tấm. Chất không đẹp không lấy tiền luôn á. 55 đến 60 cân nhá, như cân em nó mặc rất đẹp luôn. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp, 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. 250 mã 153. Anh gọi bảo đảo tác lên mà em biết đảo tác không? Đánh mắt đấy. 56 lúc cháu bài lên đấy. Người bắn đấy. Quyền. Chị nhớ. Mất chị nhớ tạm thời. Mai nhớ cháu đi nhé. Mã 152 cho chị Loan mai Dương ạ. Mai nhau đấy lắm. Cháu mặc lắm. Em này chị nào có cân nặng sai tầm từ 55 đến 60 cân nhá. 180 này, mã là 156. Đoàn Dương bóc luôn địa chỉ 158, mã 153 cho là chị Nguyễn Thị Dung ạ. Ôi, đã đau lưng này, cứ rơi. Mỗi em váy này phải là váy mùa hè rồi. Nguyễn Thị Dung. Chị Nguyễn Thị Dung inbox luôn số điện thoại và địa chỉ ạ. Xin giới thiệu với mọi người một em váy áo siêu đẹp. Đúng chen. Chị ơi nhắn tin nhá. 40 thì 48 cân mà con này rất đẹp rồi, em mặc chật lắm. Dưới 48 cân thôi. Con này đai mic da cho em nhá. Mức giá của em này là 300, 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 300.000 nhá. Mã số là 169 cho em này. Con này quá đẹp, mỗi tội hơi bé. Bên em bán hàng si đấy ạ. Mã 169, 300. Mã 156 cho là chị Nguyễn Vinh ạ. Hàng hiệu cho em Dona cho em. Hồng cúc tủ phòng các thứ nhá. Chất đẹp lắm. Mọi người ơi, đằng sau là chị Nguyễn Vinh inbox số điện thoại và địa chỉ ạ. Mã 169 cho là chị Thanh Vi ạ. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân mặc đẹp cho em này, đai rất đầy đủ luôn ạ. 250 lót của nó toàn bộ họa tiết luôn á. Mã là 170. Cái gì? Thanh Vi á? Đây, con này có đai. Chị Thanh mới inbox luôn số điện thoại và địa chỉ ạ. Đóng lên bên này nhé. Yên tâm, một giá nữa mà. 47 đến 52, 53 cân nhé. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em chị Hà nhé. Em này mức giá của nó là 220, mã là 171. Ui, có lắp vàng luôn này mọi người. So thích. Màu đẹp nữa chứ. Nhìn lại biết là quý tộc rồi. Ui, có cái lắc ở đây rồi. Ui mẹ ơi, tôi chưa thấy con nào đẹp như con này luôn á. Em này chị nào cân nặng mã 48 đến 55 cân nhá. Mức giá này là 300.000, mã là 172. 300k mã 172 cho em nhá. Credit stop. Váy. Một em váy dành cho các chị size L cho em các bạn nhá. 55 đến 60 cân này. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp váy cộc tay nhá. Quá đẹp luôn. Dưới 62 cho nó chỉ 180. 180. Mã số em này là mã số 5. Mọi hôm thấy xem cốt chị Bảo Cẩm Y hôm nay không thấy chị vào nhờ. Con này nó là chất dày dày. Chị Nguyễn Thị Du inbox địa chỉ. Hình
thấy im lặng quá. Đúng không biết là đang bao nhiêu mắt xem. Chị nhìn đây chả thấy ai. Không biết nên đâu. 55 đến 60 cân nhá. Em này 180 mã 175. Mã số 5 chất là chị Châu Mai không giấu. 180 mã 175 cho em. Size S thôi, em này không vừa rồi. 40-48 cân nhá, tay rất đầy đủ luôn này. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này 220 mã số 7 ạ. 220.000 mã số 7 cho em. Nhắn tin cho chị. Em ơi, cái này là cái gì ạ? Quả vốc dung ác độc với nó dã man. Đừng léo. Mã số 7 cho chị Thư Lê ạ. 55 đến 60 cân nhé. Còn ai là dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. 220 mã số là 180. 220 mã 180 lên mã thì không khó đâu. Dừng Thư Lê luôn nhá. Chị Thư Lê chuyển khoản cho đầu tiếp nhá. Con này đẹp thế này. Dừng Thư Lê luôn em ơi. Con này như áo dạ luôn nhưng mà này đẹp dã man. Em này 50 thì 55 cân nhá. Tay hết đầy đủ này. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Nhìn sang chưa? Mã 180 cho chị Nguyễn Loan ạ. Mức giá của em này là 250, mã là 181. Mango cho em này. Đồ của mango đắt khiếp luôn. Mà kiểu như là sao nhỉ? Nó sẽ được trend rồi, dành cho các chị kiểu đơn giản, basic. Nó không cầu kỳ. Mango này dành cho chị 55 đến 60 cân size đầu. 181 cho chị mặc. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 182. Một em váy cho em nhá. Con này chân của Mix Gen này. Em này chị nào cân nặng tầm từ 52 đến 55 cân. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân thôi, 180, mã số là 184. 180 mã 184 đây. Đẹp chưa? Lại nói không đẹp thì. Mã 182 cho là chị Thu Hương Hoàng ạ. Chị Thu Hương Hoàng inbox luôn số điện thoại về đây. 50 trời 55 cân nhá, dưới 55 cân này, 250, mã là 186. Chỗ này mấy con màu đen cho nó thần thánh thế này. Mã 184 cho là chị Ngân Béo ạ. Chị Ngân Béo đấy biết là áo pha để con lô cuối ra sang lấy rõ nhiều. Bây giờ em thề chị em cũng tìm được luôn áo pha để con luôn. Cái lô đấy nó đẹp đấy, rất là mới. 55 đến 60 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 187. 22 mã 187 cho em nhé. Đi mua hàng mới nó đắt ấy. Đắt nòi luôn. Đắt nòi 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 luôn. Chị này mua được gì hả? Chị ơi nhắn tin địa chỉ vào. Cho địa chỉ vào tin nhắn đi ạ. Các địa chỉ vào tin nhắn cho em nhé. Đừng công khai địa chỉ đây. Ai ship cái gì ạ? Mệt đất. 55 đến 60 cân nhá. Luôn này được chị nhá. 55 đến 60 cân nhá. Em này 160 này. Mã 190. Mọi người mua chỉ có 1 phần 10 là hàng mới thôi. Không phải 1 phần 2 đâu, 1 phần 10 thôi. Size M cho em nhá. Con đơn giản như này mọi người mua phải 2 triệu mấy. Em thề luôn ấy, để ra được cái chất nó như vậy ấy. Em này 45 đến 50 cân thôi, dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Dáng ngắn cho em có đai nhá. 250, mã này là 192. 250, mã 192 cho em này. Kẻ cho em nhá, mắc ở đây là size X. Kẻ. Mã 190 cho chị Hoa Mỹ ạ. Đấy, 45 đến 52 cân thôi, dưới 52 cân mặc đẹp nhá. 250, mã là 194. 250, mã 194 cho em này. Chị Hoa Mỹ bao con số điện thoại địa chỉ ạ. Mã 192 cho chị Thơ Nông. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này có giá 250, mã là 195. 250, mã 195 cho em này. Mã 194 cho chị Nguyễn Bền ạ. Eo tầm từ 72, 75. Thôi, bóc luôn số điện thoại địa chỉ ạ. 53, 57 cân và eo 72, 75 nhá. Em này mức giá của nó là 220, mã là 196 này. Một xanh min rất đẹp luôn. 196. Hàng Korea này. Made in Korea. Made in Korea. Mã 195 cho chị Hoa Vương không giấu. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 250. Mã số này là 197. Mã 196 cho chị Dương Thủy ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60-65 cân nhá. Size to cho em. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 220, mã là 198. Đẹp chưa?
gãy cái lưng luôn. Chị nào cân nặng 50-60 cân này, đẹp chưa? Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 220, mã số 200. Richard Kim Lady Collection. Cái này giống như là áo gió để đi mưa ấy mọi người. Ừ, áo gió. Giống như kiểu áo mưa mọi người ạ. Cái này kéo phá trên dưới là size S thôi. 47-50 cân nhá, mà như là áo mưa ấy. Chất liệu như áo mưa nhá. Em thấy mọi người mức giá của nó là 150 đi. Giống như là kiểu như size S thôi, giống như áo gió mặc đi gió ấy. Mã này là 201. Ôi, kẻ cho em này. Bác đánh cái size L cho em nhé. Kẻ. Ui, con này các chị phải có cân nặng tầm từ 65-70 cân. Nam nữ đều mặc đẹp nhé. Dưới 70 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Nam nữ đều được, dưới 70 cân nhé. 250, mã này là 202. Đẹp chưa? Mã 201 chốt là chị Đỗ Đỗ ạ. Con này đẹp không có lấy tiền. Chị Đô Đô inbox luôn số điện thoại và địa chỉ. Nó là áo gió, chất nó như áo mưa. Để thành mã áo mưa. Con này đẹp lắm. Em này cái chỉ size M thôi, 50-55 cân nhé. Em đâu phải đóng cúc, em đóng hết rồi. Cái mác của nó nằm ở trong đây này. Nó là hàng thiết kế riêng size M nhé. Mức giá của em này là 250, mã số em này là 203. Chị thật thà quá đi. Ui, cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy con váy nào đẹp như thế này. Tay của nó này S thôi, 45-50 cân, các bà size S lấy luôn. Mã 200 chốt cho chị Binh Bình An ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Dưới 50 cân váy xòe cho em này. Tay à, chạm nhá. Em này mức giá là 250 nhá, size S dưới 50 cân thôi. Mã này là 204. Mã 203 chốt cho chị Lê Thúy Hồng Dấu. Chị Minh Bình An inbox luôn địa chỉ đi ạ. Ôi giời ơi các anh mình ơi. Chỉ còn hơn 50 ngày nữa đến Tết nữa các chị ạ. 48-55 cân ạ. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mã 204 cho chị mức giá của là 220, mã là 205. Đúng không? Hơn 50 ngày nữa là đến Tết thôi. Năm nay là 15-24. Hết trước mùa dịch là mùa lũ rồi. Ôi, làm hàng xinh rồi. Lê Thúy Hùng Dấu 55-60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp xem này. 250, mã em này là 206 đấy. Chậm đi xem. Mã 205. Mã 205 chắc là chị Hương Thanh ạ. Em này chị là 60-65 cân bằng cân em á. Kẻ Lê Thúy có dấu không? Ai ạ? À? Lê Thúy. Không dấu. Không ai đâu mọi người ạ. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân mặc đẹp cho em này. 220, mã em này là 207. 207 nhá. Mẫu em váy rất xinh. Em cũng là không bán đâu ạ. Váy mẫu mặc váy nữa lại có đấy. Mã 206 chốt cho chị Phùng Hương ạ. Xem khớp cho em này. 47-52 cân nhá, 108 thôi. Mã 208. Ủa ơi. Phùng Hương đi đâu địa chỉ chị ơi. Hoa hậu đâu đây, con này có đai ở tay em để đây này, mọi người về mọi người lồng lên nhá. Có đai tay đây em đầy đủ luôn á. Hoa hậu đây rồi. Mã 208 chốt cho chị Bảo Cầm Miêu ạ. Có đai nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 53-57 cân. Mức giá này là 250, mã là 210. Ủa, chất không đẹp không lấy tiền luôn này. Bên trong lụa nhá. Đổi màu á. Các chị 55-60 cân lấy đi. Mã 210 chứ là chị luôn. Chị dưới 60 cân nhá. 250, mã 209. Con này các chị size to xem nào. Ai không nhỉ? Em này các chị 60-65 cân áo gió nhá. Dưới 65 cân này. Có. Không. Em lấy mọi người 150 thôi. Mã là 140. Em này nữa này. Hàng size M cho em. Mã 209 cho là chị Hoàng Tuyết ạ. 48-55 cân. Chỗ này của nó là chạm hết này. Vừa theo vừa đính hạt này.
48 đến 55 cân mặt đẹp nhá. Em này có giá của 220, mã là 193. Nhanh nhỉ? Ôi, năm nay không like bác ca chị ạ? Năm nay em không làm bác ca chất nó hơi cũ ấy. Không ai bán ế. 5140 cho nó chị Thanh Huyền, 50 đến 55 cân nhá. Em này có giá của nó 220, mã là 157. Cho lên thôi. Bác ca năm ngoái là em đi đánh được ấy, em nhặt từng con một. Rất là dễ luôn, năm nay không đi đánh được. Năm không đi đánh được chị Thanh Huyền đi bóc luôn số điện thoại và địa chỉ. Má 193 chất là chị Hoàng Thu Huệ ạ. Chị Hoàng Thu Huệ em bóc địa chỉ nhá. Đấy, hai số điện thoại nhỉ. Là sao nhỉ? Cứ mỗi lúc chị lên một số là thế nào nhỉ? Thế bên em là chỉ xếp xếp theo một số điện thoại thôi nhá. Khoái cái cỡ rất là mắc cười. Khoái đi. Mỗi một mã chị lên một số điện thoại khác nhau. Đọc, em sẽ trả lời nhá. Hoàng Thu Huệ. Chị hỏi cái gì? Chị lên chốt mã thôi. Mã 157. 53, 57 cân nhá, là váy. Đó là chị Trần Cao Huy ạ, không giấu. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em này, con này đóng đai xinh mắt xinh luôn. 220, mã em này là 268 nhá. Không nhìn thấy. Có thấy chị Hương Lê ạ. 220 Minh Kìm, mã là 268. Chị Trần Cao Huy bóc luôn số điện thoại và địa chỉ cho anh hiểu biết thêm ạ. Từ thế. Vợ thì nói khàn cả cổ ra nhá, mua mít. Chồng mỗi khi số điện thoại địa chỉ mua mít. Làm vẽ vời với trưởng luôn. Em này các chị có cân nặng tầm 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mà kèm này 200 dưới, má em này 267. Bộ kiểu mũi gạch này cả. Ông ơi. Má 268 chất đó chị. Mà Vi Đặng siêu đẹp luôn này. Váy sơ mi nhá bạn nhá. Mọi người tranh thủ đi. Vi Đặng. Váy sơ mi này mọi người chỉ mặc thả suông, không cần tắt đai đâu. Đeo một cái túi nhỏ nhỏ thôi. Lên một đôi giày thể thao siêu đẹp luôn. Size M dưới 55 cân nhá, 180 này, chất không chê đâu được đấy. Mã này là 264. Mã 267 cho là chị Tâm Lê. Size M cho em nhá mọi người nhá, tay của nó mít quan trọng. Mặc như váy luôn. Em là chị Tâm nào cân nặng tầm 58-53 cân nhá, dưới 53 cân tay mít này. Em này mức giá nó là 200.000, mã số là 262. Mã 264 cho là chị à? Hoàng Lan ạ. Size to đúng không? Mua thì thầy lâu lâu rồi chưa? 60-65 cân nhá, dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 220, mã này là 261. 220, mã 261 cho em này. Ui con này mắc xinh, mắc xinh, mắc xinh. Mắc xinh luôn. Mắc là cái size S thôi. Em này cái chị Việt Nam mình là 50-55 cân là mặc đẹp lắm này. Chị Trần Cao Huy chốt chắc cái chị nhá. 50-55 cân siêu đẹp luôn, cổ lá sen nhá. 250, mã em này là 260. Không cần phải mặc lên, mặc lên. Xanh mờ xem này, con này lại còn đẹp hơn. Hay để con này nhỉ. Em có thấy chị Mai Vân Anh Phạm. Mắc là cái size M nhá, em tư vấn cho mọi người 55-60 cân. Size L của Việt Nam mình đẹp lắm. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá này là 250, mã là 259. Mã 260 chốt cho chị Linh Nguyễn. Đẹp thế. Ui, con này nó là liền à, nó là rời nhá mọi người, chỗ này nó là có cái gọi là sao nhỉ? Mã 259 cho chị Tân Nguyễn. Con này đẹp quá. Em này 50-60 cân siêu đẹp luôn. Dưới 60 cân mặc đẹp cho em nhá, nó có cỡ cái chỗ này này. Đẹp chưa? Dưới 60 cân nhá. 250, mã là 256. 250, mã 256 cho em này. Cứ chỗ nào nhiều con đen này. Thì Linh Nguyễn đi bao luôn địa chỉ. Nhiều siêu phẩm, chả hiểu sao. Nhiều Linh Nguyễn lắm. Em này chỉ nào size tầm 50-55 cân thôi. Dưới 55 cân nhá, size M mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 250, mã là 254. Mã 256 cho là chị Ngân Béo. Xin giới thiệu mọi người một trong những thương hiệu vô cùng đắt đỏ. Đây là Max Jacob nhá mọi người nhá. Max Jacob này mọi người chụp lại và tra Ngân Béo chị chấm inbox chị ơi. Lâu quá không nhắn tin này, nó trôi này. Max Jacob cho em này. Chị Ngân Béo chấm inbox lên cái nhá. Top 10 thương hiệu đắt đỏ nhất.
Thề mọi người nó phải làm ít nhất là top 5 luôn đấy. Bóc được này. Mắc Jacob cho em nhé, hàng hiệu đó. Em này có chị 55 60 cân, chị size L lấy luôn. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Đai thế còn đầy đủ luôn. Mức giá em này là 350 cho chị mã 255, hàng của Mắc Jacob cứ trao thoải mái. Trao thoải mái cho em. Con này không đẹp không lấy tiền luôn. Con này bà làm rồi dùng hàng hiệu xanh điệu nhìn nó mềm loay mắt luôn. 60, 65 cân nhá. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp trên này. Em này mức giá của nó là 220, mã là 252. Mã 255 cho chị chiều ra. Size S cho em nhé. Trong nó đổi màu cho em. Em này size tầm từ 45 đến 50 cân thôi. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp trên nhá. Em này mức giá của nó là 220, trong từ trong đổi màu đấy. Mã 251 ra. 254 của anh. Sao lại ngân đàm. Xanh mờ cho em nhá. 252 cho nó chị chiều ra. Cái con mắt ra cô phải đắt đỏ khiếp luôn ấy. Thề các bà nó siêu đắt luôn. Ngân đàm có dấu không? Vâng. 50 rồi 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 250, mã là 248. 251 cho nó chị Loan Dương ạ. XS em. Đó là sản phẩm màu đen yêu cầu là rất nhiều siêu phẩm luôn. Mấy giờ bố? 10 giờ 15. 40-50 cân rồi, dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Mức giá này là 250, mã là 246. Đai đếch ngon lành. 250 mã 246. Ui mẹ ơi, đây là một trong những dòng sản phẩm. Mã 248 cho chị Tùng Thúy không đây, này, đây là những dòng sản phẩm em bảo là em sẽ đi tìm kiếm cho mọi người đây này. Đây, con này nó có cái dây luồn ở bên trong đấy. Tùng Thúy không giấu. Con này nó là bánh cuốn đấy mọi người nhá. Chị Thúy khách cũ mà. Con này có dây luôn ở bên trong đúng không mọi người? Mã 246 cho chị Hòa Mai. Nó là bánh cuốn nhá. Chị Hòa Mai bốc luôn số điện thoại về địa chỉ ạ. Đây, chất của nó đẹp lắm. Nhưng con này mọi người yên tâm, nó là hàng thiết kế mới có. Mọi người phải vào những cái thương hiệu thiết kế giá tiền tầm 2 bao củ trở lên mới có giao chất này nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 53 đến 57 cân. Ui con này sang ấy nhỉ, hay mình để lại nhỉ. Mặc lại. Không cần phải mặc lại, mặc đi chơi. Đi mặc không. Mặc đi chơi kiểu giống như kiểu ủ anh gọi. U 60 ấy tầm cho em này. Em rất nhiều dòng váy đấy mọi người, em order tầm triệu mấy rồi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 48 cho đến 53 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 143. 143 cho em này. Tội gì nhà mình bán là phải đi mua đúng không? Mà em phải săn sale mà được cái giá đấy đấy chứ không phải là mua được đấy đâu. Đợi giờ vàng của nó ấy. Em này các chị có cân nặng size tầm 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân mặc đẹp cho em này. Mức giá em này là 220, mã là 242. 220, mã 242. Mã 143 cho là chị Thiên Tuế. Size M cho em nhá, 48 cho đến 55 cân. Dưới 55 cân mặc đẹp nhá, màu vàng. Em này mức giá của nó là 250, mã là 241. Một em váy tiếp này, một em dòng thiết kế tiếp này. Chỗ này toàn bộ vạt của nó theo nhá. Này nó lẫn rất nhiều con này luôn. À đúng, phải để lại con này chụp ảnh cho bên kia bảo là tao đặt toàn bộ những con này. Mã 241 cho là chị Hải Yến ạ. Mày có mày phải để cho tao hết. Em này chị nào có cân nặng size S thôi, 45-50 cân này. Mã 242 quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 220. Mã số em này là 242. Chị Hải Yến chuyển khoản với cho đầu tiếp chị nhá. Nhiều tiền rồi. Sai ngắn thế này. Chị Hải Yến chuyển khoản nhá. Tay của nó rất quan trọng đấy mọi nhá. Đấy, anh nhá, tí chụp cho em cái này nhá. Chất liệu ý gì như này lấy cho tao. Em này các chị có cân nặng 50-55 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 239. Mã 240 cho là chị Trà Nguyễn ạ. Cái gì? Tao chỉ đạo thì sao, mệt quá. Con đấy em phải lấy rất nhiều luôn, mà em đảm bảo mọi người luôn là mọi người nhận rất mọi người mê luôn, cảm giác như
Mọi người thấy chất voan nó đã đẹp rồi đúng không? Chất đấy còn đẹp hơn chất voan rất nhiều. Mọi người thấy lụa đẹp đúng không? Nó kết hợp giữa voan và lụa với nhau mọi người ạ. Kết hợp hai cái đấy. Nó rất dễ giặt, dễ bảo quản nhưng mà chất lại đẹp như là lụa. Em này chị nào cân nặng tầm 50 60 cân nhá. 220 mã em này là 237. 220 mã 237 cho em này. Cho em nói chuyện một tí. Làm gì mà căng. Chứ sao gì chả hết. Em này các chị ở cân nặng tầm từ 53 57 cân nhá. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này có đai đấy. Mức giá của em này là 250, mã là 238. 250, mã 238 cho em này. Con này mới đẹp này. Nào các chị ơi, đưa tay đây nào. Siêu đẹp luôn. Maximum đẹp luôn. Tay đây nào. Mà 237 chốt cho chị Thanh Huyền ạ. Ôi dồi ôi, dưới 55 cân quay đầu siêu đẹp luôn ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Cái này mức giá của nó là 3 lít ạ. 300 nghìn, mã là 235. Chị Thanh Huyền đi bóc số điện thoại địa chỉ để được chốt tiếp. Mã 238 chốt cho chị Thu Hương Hoàng Hoàng Mai nhé bạn nhé. Nào có bà nào đăng ký với con xanh hay không mà tôi chụp ảnh cho thằng kia xong tôi bán cho. Em này chị nào có cân nặng tầm 55-60 cân kẻ và có đai nhé. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp này. 250 mã là 233. Mã 235 chốt cho chị nào Thị Hiền ạ. Anh mới inbox luôn số điện thoại địa chỉ chị ơi. Chất của nó như là da lộn vậy. Khách mới cho em số điện thoại địa chỉ luôn nhá. Ôi dồi ôi, có phải nhét tên không hay là chị là khách mới cũ luôn á. 55 60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 220 chất da lộn nhá mọi nhá. Mã là 234. 233 chốt cho chị Phạm Đám. 60 70 cân nhá, dưới 70 cân quay đầu mặc đẹp màu xanh min nhá. 220 mã là 230. Mã xanh là 53-57 cân nhá. Ai ai cho mã xanh ra. À chị bảo cứ yêu được cái xanh là ok. Đăng ký cho chị bảo cứ yêu được rồi. Em biết là chị lấy được rồi. Size S của Uniqlo nhá. Size S của Uniqlo cho em nhá. Mức giá em này là 200 nghìn. Mã là 229. Mà đỡ phải bán con đấy. 200k mã 229 cho em này. Mã 234 chốt cho chị Hiền Nguyễn Hương Gió. Em con này bé lắm, 40-48 cân em mặc không vừa rồi. Dưới 48 cân quay đầu nhá, 48 cân quay đầu mặc đẹp này. 220, mã là 228 ạ. Biết là chị đăng ký đây rồi. Mã 229 chốt cho chị An Nhiên. Hiền Nguyễn ạ. Hiền Nguyễn Hương Gió. Chị Hiền Nguyễn inbox số điện thoại chỉ bây giờ đầu tiên. Em đánh giá là 250 nhá, chị ok thì lấy nhá, chị bảo cơm yêu nhá. Em này 50-55 cân nhá. Em này mức giá của nó 220, mã là 231. Hả? Mới không có thông tin thì dừng chốt xin mãi. Mã 228 chốt cho chị Thanh Bi ạ. Ai mà không mà bảo có miêu đúng không? Không, mua thông tin số điện thoại thôi rồi cho em đi mà. Màu xanh cho em nhá. Xin nhiều quá ngại lắm. 55-60 cân cho em nhá. 220.000 lụa bên trong nhá. Mã em này 225. Mã 231 chốt cho chị Thùy Trang đợi tí. Thì Thùy Trang bóc luôn số điện thoại địa chỉ đi ạ. Loa đúng rồi. Thanh Bi hai loa để cãi nhau à? Em loa anh loa Samsung dùng cái loa. Mỗi người loa nó xinh. 48-55 cân nhé bọn em váy này, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 108 mã em này là 224. Anh thôi anh nói ít nhất ạ. Thật đấy, là nhái. Anh chỉ ghi âm vào mất này. Khách mới nó xin số điện thoại địa chỉ là được. Cứ ấn vào đấy. Đọc cái gì mà đặt tên ra. Mã 25, mã 225 chốt cho chị Hoàng Thu Huệ ạ. Con này mỏng nhẹ này rất. Mày dừng hàng Thu Huệ nhá, rất là chung chung nhá. Chị Hoàng Thu Huệ inbox địa chỉ nhá, số điện thoại rõ ràng nhá. Chị Hoàng Thu Huệ ơi, mấy mã rồi. Mã 224 cho em mã rồi, chưa có số điện thoại chỉ dừng chốt luôn đây. Mã 224 chốt cho chị Hồng Xiêm Nguyễn. 48-55 cân nhá, em này 160 rồi, mã 222. Được, mã nào với em nhận, được thì nhắn với em mã đó luôn nhá. Bubaru cho em này, em này Bubaru cho em này. Bubaru size số 6 thôi. Burberry size số 6 này. Hàng hiệu đây này. Size M cho em này. 50-55 cân. Dưới 55 cân mà đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 400. Không để lại mặc. Mã 222 cho chị Nga Quỳnh ạ. 400 nghìn các bạn nhá. Hàng của Burberry. Mã số là 220.
Ôi dồi ôi, bây giờ mình thấy con màu đỏ yêu quá, lại yêu luôn này. Nha quỷ. Chất đẹp quá trời. Size 48 đến 55 cân, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 250, mã số là 219. 250 là 219 nha. Anh lần cho em này. Lắc 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 lắc. Mã 220 chốt cho chị Lê Thị Hà. Ôi giời ơi, chốt cho cái khách cũ thôi em ơi. Cũ mà. Đây thì cũ xịn đấy. Chị. Đấy, thế là ok rồi. Ngoài thế yên tâm. Không phải đâu, một con đấy, một con mà siêu phẩm mà chốt cho khách mới á. Kiểu gì thì kiểu không xả bom em nói thật với mọi người luôn. Chị cứ chuyển khoản thoải mái á. 50, 55 cân nhá. Em này mức giá 250, mã em này là 218. Phải chốt được mới chuyển khoản đi ạ, không chốt được là không được chuyển khoản đâu. Em này váy của nó 219. Chốt cho chị Trang Sổ. Trước em bị dính mấy quả như thế em sợ lắm các chị ơi, các chị thông cảm với em nhá. Em này các chị dưới 52 cân nhá, của em váy này. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 180, mã là 217. Anh là gì đó? Đẹp chưa này? Thế nên là tự nhiên nó mất cái vía của siêu phẩm đi. Trang Sổ là chốt chắc này, xả ra thôi là nghỉ nhá. Nghe tên nó thấy xả rồi. Chọn mặt cái tên đấy á. Em này là 55 cân quay đầu nhá. 48 đến 55 cân mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó là 250, mã là 216. Chọn đúng người xả chết không gì. Em này nhá, cổ nó mix ra lộn cho em này. Nó là áo chen cốt ấy, nhưng mà cái viền tay và cổ mix ra lộn cho em nhá. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá em lấy mọi người mức giá là 220. Cổ mix ra lộn. Mã 216 cho chị Bảo Cầm Yêu ạ. Đỏ nào không chốt nữa. Chị nào hợp mẹ chị chốt đi. Đỏ không bán thì thôi để lên mà. S thôi. 40, 48 cân nhá. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp thôi. 48 cân thôi, bé. Cái giá này là 220, mã là 212. Ủa ôi. Ui sầm ma sao lại lạc mất em này. Rồi đúng sờ tay của Minh Châu luôn. Em này nhá, chân đuôi cái cá trên này. Em này các chị 50-60 cân đẹp dã man luôn. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 50-60 cân cho em này. Em này mức giá của nó là 220, mã là 211. Phương Đăng không giống. Mã 212 chắc là chị Phương Đăng ạ. Ai xả? Phương Đăng trước xuống. Phương Đăng hay Phương Đăng? Để nốt nốt vào anh rồi nhá. Em này biết chị Phương Đăng không giấu inbox xuống luôn dưới lại chỉ nhá. Em này các chị 55-60 cân nhá. Màu vàng đấy. Mã 211 chốt cho chị An Nhiên ạ. Trên like nó là da màu vàng cam nhưng bên ngoài nó vàng nghệ. Màu hôm nay nó hơi ảm chút đấy mọi người. Mai các bạn nhân viên chụp ảnh lại cho mọi người nhá. Chị Phương Đăng inbox thông tin đi ạ. Em này chị nào cân nặng tầm 55-60 cân nhá. Dưới 60 cân này. Chị An Nhiên inbox xuống dưới lại chỉ đi chơi. Mã là 236. Này trước mã chị Bảo Cầm Yêu chị đấy. Xong rồi để đấy để anh dạo chụp ảnh. Mã chị in mã bao nhiêu? Mã 247. Mã 247 bao nhiêu tiền? Tiền 250. Tiền tiền. Em này các chị ở cân nặng 48 đến 52 cân kiểu có đai nhé, dưới 52 cân này. 180 rồi, mã 125. 180k mã 125 cho em nhé. 180 mã 125 cho em. Mỗi em váy dạ nhá mọi nhá. Em váy này váy sơ mi này. Có khoảng 3 em váy dạ sẽ lên luôn nhá. Váy này các chị có cân nặng tầm từ 55 cho đến 65 cân. Dưới 65 cân 125 cho em chị nhá. Triệu ra. Em này em lấy mọi người mua giá 150 luôn. Váy kẻ mã số là 126 cho em này có mấy con đấy. Ok chị Bảo Cầm Yêu chốt cho chị rồi ạ. Em thấy chị tập tập chắc là em để rồi. Cái này là chặt quá rồi. Em mò nhé mọi nhé. Nó là một em váy. Mã 126 cho chị Thu Hà. Váy dạ đấy chị ạ. Đấy chị cứ chị Bảo Cầm Yêu cứ nhận thử về xong rồi lấy feedback lại em. Dòng này có được không nhé để em đặt này. 50, 55 cân nhé. Đó là váy cho em này. 180, mã là 135. 180k mã 135 cho em này. Cái chất này này là một chất tên gọi là tắc mươi ta.
gọi là tắc ta cho em nhé. Đúng là phải chị sang chảnh mới lấy nhá mọi người. Chất tắc ta này hơi bóng bóng như lụa. Em này chị nào cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân nhá. 108 này, mã 124. Mã 135 cho chị Lê Thị Hà. 108 mã số 124 cho em nhé. Mã 124 chắc là chị An Nhiên ạ. Con này size M nhưng bị mất đai này mọi người. Đẹp lắm nhưng mất đai thôi. Em này chị nào cân nặng size 48-55 cân nhé, mất đai. Em này mọi người 160 rồi, nó mất đai nhé. Mã em này là 334. Màu hồng đất cho em. Hồng đất nhé mọi nhá. 334 cho là chị chịu ra. 50-55 cân nhá. Em này mức giá của nó 220, mã là 315. 220.000 mã 315 cho em này. Xem cốt một lớp size M. Hàng si đi chị ơi. Hàng si nhá. Em này chị nào cân nặng tầm từ 50-55 cân nhá. 160 rồi, một lớp này. Mã em này là 313. 160 mã 313 cho em nhá. Ủa con này size to thế. Bự. 65 đến 70 cân nhá mọi nhá. Dưới 70 cân quay đầu vào nghề kem này. 160 thôi, mã là 311 size to nhá. 160 mã 311 cho em. Đây một con váy váy chất liệu như da lộn nữa đây. Mã 313 cho chị Phương Nguyễn Lan. Em này các chị 50 60 cân nhá, dưới 60 cân này, 160 thôi. Mã này là 307 này. Có hai cái vạt đằng trước này mọi người nhá. 106 mã 307 như bánh nhung ấy. Chị Phương Nguyễn Lan inbox luôn số điện thoại và địa chỉ. Làm nào nó tự động nó đọc nhỉ? Không, anh phải có Google rồi. Có câu sẵn rồi chỉ có tên vào ấy. Em này là 60-65 cân nhá. Em này mức giá của nó 180 mã là 289. Mã 307 cho nó chị Mi Mi Nguyễn ạ. 180 mã 289 nha. Lười, quen. Đọc đi. Em này các chị size to cho em nhé. Của em váy cổ như em kia chắc con này đẹp lắm. Con này là váy mùa hè thu đấy. Cộc tay lỡ cho em này. 60-65 cân nhé. Thì xinh quá này kẻ. Dưới 65 cân quay đầu mặc xinh cho em nhé. Xinh. Em này mức giá 180 nhé. Chất rất đẹp luôn. Mã số này là 274. 60-65 cân nhé. Xinh chưa. Màu trầm nữa chứ. Tay lỡ. 180. 274 cho là chị Thu Hà. Ủa chị Thu Hà, chị đọc inbox với chị ơi. Đọc inbox của chị phản hồi lại không à, em ấy. Nhầm, mấy Hà Thu. Cảm ơn Hà Thu, Linh Hoàng. Nhầm chị nhá. Chừng chết đi chị ạ. 50-55 cân này. Dưới 55 cân nhá. Mức giá của em này là 220, mã là 213. 220.000 213. Em với chị em mắng luôn. Có lỗi với chị thì phải xin lỗi. Nhầm. Ông không biết nói xin lỗi đâu, mọi người phải mắng đi ông không biết nói xin lỗi. Em đấm phát mặt mình và xong cười ông đi. 48-55 cân nhá, dưới 55 cân mặc đẹp cho em này. 180, mã này là 232. Mã 213 cho nó chị Nga Hoàng ạ. Con này là crop top cho em nhá. 150 mọi người. Em này các chị oversize nhá. Oversize mặc đẹp cho em này. 150 thôi, mã là 244 nhá. Đấy, chị đạt phạm thì có led căng không? Chị đạt phạm. Nếu vừa thì hả bị. Led căng. Led căng led đẹp luôn. Nhà em này đầu tư gọi gì nhỉ? Máy ảnh đấy. Ôi này rộng quá các bạn ơi. 65 đến 70 cân nhá. 70 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người 180 thôi. Mã em này là 257. Mã 232 chắc là chị Thương Audi chị, ạ. Chị Đạt Phạm chứ. Chị Đạt Phạm có thấy led căng đét không? Ánh sáng tuyệt đối. Sót led như Sony 4K đấy. Em này là 65 đến 70 cân nhá. Dưới 70 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá là 180 thôi. Lốt còn ít này. Mã số là 268. 180k, một em váy sơ mi này mọi người này.
Size này các chị có cân ạ. Nó là một em váy suông nhá, dưới 65 cân ạ. 55 đến 65 cân nhá. 160 em váy suông là hàng cúc từ trên dưới nhá. Mã em này là 263. Kẻ 263 này. Chị đặt vào. Rất là sự ông. Nghĩa là vào nhà mình thành chị hết rồi chứ. Tiếp theo này mọi người này. Em này chị nào có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân nhá. 180 này có đai đầy đủ nhá. Mã là 189. 180 mã 189 nhá. Ui, căng quá. Em này chị nào có cân nặng phải size to nhá, 60-65 cân. Mã của đánh size M nó to lắm. Dưới 65 cân nhá mọi nhá, size bự đấy. Em này 150 rồi, mã là 176 này. Một em váy nhung nhá mọi nhá. Cái này size M cho em này. 50-55 cân nhá mọi nhá. Mã 189 cho là chị Hoàng Tuyết ạ. Cái này bị bẩn ạ. Đạt đã like xong rồi sang hóng ấy. 45 đến 50 cân nhá, size S rồi, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 160 này. Mã số em này là 158 này. Mã 176 cho đó chị Anna Nguyễn. Không được nói. Size M cho em các bạn nhé. Em này chị nào có cân nặng tầm từ 50 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp này. 160 nhá, mã số 3. Con này đẹp quá. Mã 158 cho chị Đặng Hoài Thanh ạ. 47 52 cân nhá, dưới 52 cân mặc đẹp xem này, dưới 52 cân nhá. 160 lốt nhá, mã 144 này, còn một ít em bán lốt thì nó rẻ cho em nghỉ nữa. Con này chất tắc ta chứ các bà ơi. Chị Đặng Hoài Thanh inbox luôn số lại địa chỉ mới cho được tiếp, dừng luôn Đặng Hoài Thanh em ơi. Chất tắc ta thế này các chị này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 57 cân nhá, dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp xem này. Mức giá của em này là 108, mã là 143. Mã 144 cho là chị Đào Thị Hiền không gió. 108 mã 143 nha. Con này chất phải là này mọi người này. Bình thường như con nào không phải là em bảo còn không bảo là con gì nữa. Không bảo nhá, còn con này phải là mọi người phải là. 50 60 cân nhá, mặc à, số 3 cho là chị Nguyễn My ạ. Là 50 60 cân nhá, 108 mã số 81 này. Mỗi lần mặc là phải làm một lần. Mã 143 cho là chị Triệu Gia. Mắc Mara hàng hiệu. Sao mình không phải nhìn thấy con Mắc Mara dù lẫy nhỉ? Mắc Mara không đẹp, không lấy tiền. Mắc Mara này các chị có cân nặng 55-60 cân nhé, hàng hiệu đấy. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó là 220. Mã số em này là mã số 4. Mắc Mara. Mắc Mara. Mã số 4 cho là chị Đào Thị Thanh Thủy ạ. Một em váy tiếp này mọi người này. Một em váy có hàng quy từ trên xuống dưới nhé. Váy thiết kế đấy. Con này có đai ạ. Con này có đai nhé mọi người nhé. Em này các chị size M cho em nhé. Mặc là váy luôn đấy. Size M 48-55 cân nhé. 150 mã số 62. Mã 70 cho là chị Vũ Ngọc Trâm. Ngắn bé à. 40-48 cân rồi, size S nhá, dưới 48 cân mặc đẹp xem này. 150 rồi, mã số 53 nhá. 150 mã 53 xem này. Mã 62 cho là chị Thu Hà không giống. Em này chị nào có cân nặng đai tay đây đầy đủ nhá, 55 đến 60 cân này. Dưới 60 cân nhá. Em này mức giá 180 mã số 47 này. Còn ít này lai lốt thôi. Mã 53 chốt là chị Trần Thị Thu Huyền ạ. À? Mấy giờ em? 10 giờ. Một lốt con này nghỉ nhá mọi nhá. Con này là chen cốt một lốt này. Bên em bán hàng si ạ. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc xinh cho em. Mức giá em này em lấy mọi người mức giá 180 mã số 22. Cảm ơn mọi người đã xem like luôn đi. Hẹn gặp lại mọi người vào chiều và tối ngày mai nhé mọi nhá. À, tối ngày mai nếu mà về được
Thằng si đấy chị ơi. Dạ thì em sẽ lên dạ, mà không thì em sẽ lên mông tươi ghi cho mọi người nhé. 70% là lên dạ đấy chị nhá. Giờ trong dưới nhà chưa có dạ rồi. Má 22 cho chị Thanh Hải Phạm mà. Cảm ơn mọi người xem like nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 2:30 và lúc 8:15 hoặc 8:30 ngày mai nhé. Không giấu. Cái gì? Em phải đứng xa ra, phải đứng gần ra, da em chuyển thành da màu và da cam. Bye bye mọi người nhá, nghỉ đây.